Minh Nhiên, tỉnh phục vụ tỉnh dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, nhân danh Cộng đoàn Tín hữu Việt Nam quy tụ tại giáo phận Springfield, Cape Girardeau, đã đệ trình lên Đức Thánh Cha lời thỉnh cầu tha thiết. Xin Đức Thánh Cha Francisco ban ơn đại xá cho những người tới tham dự Ngày Thánh Mẫu lần thứ 41 tổ chức tại nhà tỉnh dòng từ ngày mùng 2 đến mùng 5 tháng 8 năm 2018 với chủ đề Đứng dưới chân thập giá có mẹ người. Tòa ân giải tối cao với năng quyền đã được Đức Thánh Cha ban vui mừng chấp nhận ước nguyện đã đệ trình và khen ngợi các tín hữu có lòng nhiệt thành sùng kính Đức Mẹ và hằng liên kết chặt chẽ với hàng giáo phẩm và với Đức Thánh Cha vì đại diện Chúa Kitô. Vậy các tín hữu đến tham dự Ngày Thánh Mẫu nói trên mà có lòng sốt sắng, đạo đức, chân thành thống hối, xa tránh các lỗi lầm, xưng tội, tham dự thánh lễ, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha sẽ được hưởng ơn đại xá. Còn những ai không hội đủ các điều kiện như vừa nói trên, nhưng ít là có lòng thống hối tội lỗi và sốt sắng tham dự Ngày Thánh Mẫu, thì được hưởng ơn tiểu xá. Sắc lệnh này có hiệu lực đầy đủ sau khi đã thông báo đệ trình lên Đức Giám mục địa phương. Ngoài ra không có ngăn trở nào khác. Ban hành tại Roma do Văn phòng Tòa ân giải tối cao ngày mùng 2 tháng 7 năm nhập thể của Thiên Chúa 2018 ký tên và đóng dấu Hồng Y Morus Piacenza, chánh án Tòa ân giải tối cao, Đức ông Christophorus Nikien, chánh văn phòng Tòa ân giải tối cao. Giờ đây, để nhờ Đức Mẹ dọn tâm hồn chúng ta sốt sáng tham dự lễ tôn thờ Thánh Thể Chúa, cầu nguyện cho các cử chỉ của những người sinh khấn trong tuần Kiều Nhật được bắt đầu từ ngày hôm nay và cầu nguyện cho mỗi một người chúng ta, gia đình thân quyến, cộng đoàn giáo xứ chúng ta và những anh chị em đang trên đường tiến về đây tham dự Ngày Thánh Mẫu. Chúng con xin kính mời quý vị đứng lên và cùng nhau đọc ba kinh kính mừng và kinh cầu cho Ngày Thánh Mẫu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa và Giáo Hội, chúng con đang tụ họp nơi đây trong Ngày Thánh Mẫu này để tôn vinh Thiên Chúa và chúc tụng mẹ. Xin mẹ chúc lành cho mọi người tham dự và các sinh hoạt của Ngày Thánh Mẫu để chúng con đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong dịp này. Xin mẹ cho chúng con giữ vững đứng đức tin trong thời thử thử thách này để chúng con được sống xứng đáng là con cháu của ta thánh từ vĩnh biệt anh dũng. Lạy mẹ là dấu chỉ hy vọng cho chúng con trong cuộc lữ hành dương thế, xin cho chúng con được luôn vững lòng cây trong nơi tình thương
quyền phép của Chúa. Dù khi chúng con có được nhiều thử thách gian nan, xin Mẹ cho chúng con được gia tăng lòng kính mến Thiên Chúa và tận tình yêu thương mọi người, để chúng con trở nên những môn đệ thật của Chúa Kitô con Mẹ. Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Việt Nam, xin Mẹ thương tới giáo hội và Tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ cho giáo hội được thịnh trị nơi dân tộc nhỏ bé chúng con. Xin Mẹ cứu thoát chúng con khỏi nạn cộng sản vô thần duy vật, để mọi người được sống trong tự do, bình an và hạnh phúc. Lạy Nữ Vương các gia đình, xin Mẹ thương tới các gia đình chúng con. Xin cho các gia đình được bình an, hòa thuận, mọi người thương yêu nhau, trung thành và trung thủy với nhau, giúp nhau đạt được tình yêu và sự sống chân thật. Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương nhân lành, xin cho mọi người cầu khẩn và tạ ơn trong dịp ngày Thân Mẫu cũng như tuần cứu nhật này được như lòng mong ước. Xin cho mọi người đau khổ được tuân theo thánh y Chúa, cho các bệnh nhân được trong bình phục, và cho mọi ước vọng trinh đang được toại nguyện. Lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, xin thương đến. Amen. Kính mời tất cả quý vị hướng về đền Thánh Khiết Tâm Mẹ để chào đón Thánh Tượng Mẹ Fatima, quý Đức Cha và Linh Mục đoàn tiến ra lễ đài. Xin kính mời ca đoàn.
Kính thưa quý đức cha, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, nam nữ cùng toàn thể ông bà, anh chị em, con xin được hân hạnh giới thiệu cha Louis Vũ Minh Nhiên, giám tỉnh tỉnh dòng mẹ Chúa Kitô chuộc, sẽ có đôi lời chào mừng quý đức cha cùng toàn thể quý vị. Now the Reverend Father Louis, our provincial minister, would like to have a few words of welcome to our presider, Bishop Rice, and to you all, Father Louis. Most Reverend and dear bishops, priests, deacons, religious brothers, sisters, and friends in Christ. On behalf of all the priests and brothers of the Congregation of the Mother of the Redeemer, I wish to extend to all of you our most sincere greetings and warm welcome to the 41st Marian Day celebration. First, it is my great honor to introduce to you the main celebrant for tonight's opening mass, Most Reverend Edward Rice, the Bishop of this diocese of Springfield, Cape Girardeau. Co-celebrating with him are His Excellency Thomas Nguyễn Thái Thành, Auxiliary Bishop of the Diocese of Orange County, California. Father Peter Voisin, General Secretary of the Federation of Vietnamese Catholics in the United States. Major superiors and many diocesan and religious priests present here tonight, please join me in welcoming them. My dear brothers and sisters in Christ, as I reflect on this year's theme, standing by the foot of the cross was Mary, I am amazed at our Blessed Mother's courage and faith as she journeyed with Jesus throughout his life. Mary longed to be with Jesus, even if it meant standing by the cross. I see that same faith and courage as I look out at everyone gathered here this evening. You travel far, you pray the heat and rain, you put up with the lack of space, and you give up your time and energy. You do all this because you too want to be with Jesus. We pray then, as we begin this 41st Marian Day, and as we celebrate the 30th anniversary of the canonization of the Vietnamese martyrs, that each one of us may always have a desire to have a Jesus by our side. And now, please allow me to say some words in Vietnamese. Trọng kính quý đức cha, kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý ông bà anh chị em. Thay mặt cho anh em thuộc tỉnh dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, con xin trân trọng gửi đến quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể ông bà anh chị em tới tham dự Ngày Thánh Mẫu lần thứ 41, lời chào thân ái của chúng con. Con xin giới thiệu và xin không vỗ tay nữa. Vị chủ tế trong thánh lễ đại trào hôm nay là Đức cha Edward Rice, giám mục giáo phận Springfield, Cape Girardeau. Giảng thuyết là cha Đặng Minh Trân, dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc. Cùng đồng tế với Đức cha là Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá giáo phận Orange County, California. Cha Phêrô Võ Sơn, tổng thư ký Liên đoàn Công giáo Việt Nam Hoa Kỳ. Các vị bề trên dòng tu và các linh mục đồng tế. Kính thưa quý Đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em.
Chủ đề của ngày Thánh Mẫu năm nay: đứng dưới chân thập giá có mẹ người. Kỷ niệm 30 năm Giáo hội tuyên tôn hiển thánh các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta ngưỡng mộ đức tin và lòng can đảm của Đức Mẹ đã cùng đồng hành với Chúa Giêsu dẫu phải đứng dưới chân thập giá. Chúng ta cũng khâm phục đức tin của cha ông chúng ta. Tôi nhìn thấy cùng niềm tin và sự can đảm đó của anh chị em đang hiện diện nơi đây. Khi anh chị em đã không ngại vất vả đường xa, thời tiết không được như ý, chỗ ở chật chội, hy sinh thời giờ và sức lực, vì anh chị em cũng muốn ở với Chúa Giêsu như Đức Mẹ và các thánh tử đạo xưa. Trong ngày Thánh Mẫu lần thứ 41 này, chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi người có Chúa luôn hiện diện đồng hành, và cầu nguyện nhiều cho anh chị em bên quê nhà đang chịu nhiều thử thách khó khăn. Và giờ đây chúng ta xin Đức cha Edward Rice, giám mục giáo phận, chính thức tuyên bố khai mạc ngày Thánh Mẫu lần thứ 11. Now, Your Excellency and dear Bishop Edward Rice, we kindly ask you to officially declare the opening the 41st Marian Day celebration 2018. Thank you. It has been 487 years since the apparition of Our Lady of Guadalupe, 160 years since the apparition of Our Lady of Lourdes. It has been 101 years since the apparition of Our Lady of Fatima, 164 years since the Church defined the doctrine of the Immaculate Conception, 220 years since the apparition of Our Lady of Louvain. Today, gathered here with the congregation of the Mother of the Redeemer with Father Louis as provincial, the Vietnamese faithful gather from throughout the world here in Carthage to honor Our Lady, to ask her intercession on their homeland, on their adopted countries, and upon the Church and their families. In the 41 years since the first Marian Days, it is my privilege to declare Marian Days 2018 officially to be opened. Thank you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. My dear brothers and sisters, let us pause to acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Nhân cùng Thiên Chúa toàn năng. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
us pray. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption, who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môi-se đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán. Vậy Môi-se ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông trỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng 12 cột trụ, chỉ 12 chi họ Israel. Ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa, những con bò tơ làm hy lễ giao hòa. Môi-se lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe, và họ thưa: chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán. Vậy ông lấy máu rảy lên dân chúng và nói: đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi, theo đúng tất cả những lời đó. Đó là lời Chúa. Trên chúng tùng là sự thông hiệp, là sự thông hiệp màu Chúa Kitô. Trên chúng tùng là sự thông hiệp, là sự thông hiệp màu Chúa cho Chúa, để đền đáp những ơn lành Ngài ban tặng cho tôi. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, tôi sẽ kêu cầu danh Ngài. Hãy subscribe.
nữ tỳ ngài. Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho tôi. Trên chúng tôi là sự thăng tiến, là sự thăng tiến, tôi sẽ hiến dâng ngài lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh ngài. Tôi sẽ giữ tròn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thế dân ngài. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của người mà vào cung thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hóa được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, đấng đã nhờ thánh thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa. Máu đó sẽ càng tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy, Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước mà những kẻ được kêu gọi đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người đó vào nhà nào, các con hãy theo vào, nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Các môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và các ông dọn lễ vượt qua. Đang khi các ông ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy lãnh nhận, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống, và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi đọc thánh ca, thầy trò đi lên núi Cây Dầu. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man will meet you carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The teacher says, where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples?' Then he will show you a large upper room furnished and ready. Make the preparations for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them. And they prepared the Passover. While they were eating, he took bread, said the blessing, broke it, gave it to them, and said, "Take it. This is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. Đó là lời Chúa.
My dear Bishop, my brother priests and religious, and all of my friends in Christ, today we celebrate Corpus Christi, the solemnity of the most holy body and blood of Christ. Today we worship the Lord in this incredible sacrament, and we give thanks to the Lord for all the times we have received Him at this table. What a God we have. But today and every day we approach this table, we make a promise. We promise to be open to God's transforming power in this sacrament. And all that means is that we are asking God to change us, to make us more like Him, more understanding, more compassionate, and more loving. We receive His body so that we become His body. Trọng kính quý Đức Cha, quý linh mục tu sĩ và toàn thể quý ông bà anh chị em. Theo tin tức của Đài Khí tượng cho biết thì thời tiết trong những ngày Thánh Mẫu năm nay thật là tốt đẹp. Kính xin quý ông bà cùng anh chị em chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa và Đức Mẹ về ơn này. Và xin Chúa Đức Mẹ tiếp tục chúc lành cho những sinh hoạt trong những ngày này, nhất là ban cho mỗi người chúng ta được nhận ra tình yêu của Chúa và Đức Mẹ hằng luôn hiện diện trong mỗi giây mỗi phút của cuộc đời chúng ta. Thú thật mà nói, con cũng thích nghêu ngao. Nhạc đạo đã vậy, mà nhạc đời thì nhạy hơn. Nhưng mà khổ nỗi ở trong nhà dòng thì lại không có hát nhạc đời. Cho nên mỗi khi có văn nghệ, văn gừng mà muốn hát nhạc đời thì con dội cho nó một gáo nước lạnh. Thí dụ như đời tôi cô đơn cho nên tôi mới đi tu. Ngày tôi đi tu tôi nhớ má khóc lu bù. Đó là kiểu rửa của con trước đây, còn con gọi là chuyển lời. Về sau chán chuyển lời thì con đổi sang chuyển ý. Ngồi dọn bài chia sẻ với quý ông bà anh chị em trong thánh lễ biệt kính mình máu Chúa hôm nay, mà trong đầu con cứ rung lên những cung nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Quý ông bà anh chị em thử đoán xem bài này là bài gì nhé. Chúng mình cách xa mà vẫn gần nhau, tình yêu không mau phai như màu áo. Dẫu cho thời gian đem tâm tư vào nhớ, lá rơi gọi mùa thu về sân úa, sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Bài gì quý ông bà chị em? Đúng rồi, nhưng sorry con không có hứa quý ông bà chị em cho phần thưởng đâu nha. Để quý ông bà chị em thấy những, qua những cái lời đó chúng ta nghe thấy như thế nào? Có tình không? Tình lắm phải không? Sẽ không bao giờ. Dễ thương không? Dễ thương chứ. Thật sự mà nói, một khi đã yêu và thật sự đã yêu là như vậy đó. Con ước mong sao cuộc tình duyên của mỗi người chúng ta, kể cả các cha, các thầy, các sơ, cũng mãi được da diết và thiết tha như vậy. Mình sẽ nói với người mình yêu và với đấng mình yêu là sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách. Hôm nay, nhân ngày khai mạc Thánh Mẫu lần thứ 41, chúng ta cùng nhau long trọng mừng lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô, một trong những mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo, một trong những mầu nhiệm mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu thấu được, ngay cả đời này lẫn đời sau.
một vị Thiên Chúa, Chúa cả trời đất, đã làm người giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, đã khó hiểu rồi. Huống chi bây giờ, Ngài lại trở thành một tấm bánh vô tri, vô giác để làm nuôi lương thực, nuôi dưỡng chúng ta và để ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Có lúc con thầm nghĩ, không hiểu sao ngày xưa dân Do Thái lại ngớ ngẩn đến nỗi đúc bò vàng để thờ. Thật không thể hiểu được. Rồi có lúc con cũng thầm nghĩ, không chỉ ngày xưa mà cả ngày nay con người cũng lại ngớ ngẩn thờ đủ các loại thần, nhất là thần tiền. Không thể hiểu được. Người ta coi tiền là tiên là Phật, mặc dù sự thật rất ư là phũ phàng. Quý ông bà anh chị em thử nghe bài thơ này xem có đúng như vậy không nhé. Bạc ác chi mi lắm rửa tiền, mi làm nhân loại hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng hóa xiên. Mi đạp luân thường vô một xó, mi đẩy trí tín dẹt đôi bên, mi xua thế giới đâm nhau mãi, bạc ác chi mi lắm rửa tiền. Thật phũ phàng và cũng thật khó hiểu, đúng không quý ông bà anh chị em? Nhưng rồi cũng có lúc con thầm nghĩ đến bí tích thánh thể, lại càng thật khó hiểu hơn nữa. Không hiểu sao mình lại thờ một tấm bánh vô tri vô giác, một tấm bánh mà bên ngoài sau khi linh mục đọc lời truyền phép cũng chỉ là một tấm bánh, chẳng khác gì tấm bánh trước khi truyền phép. Thật khó hiểu. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, bên ngoài là vậy, nhưng bên trong hoàn toàn không phải thế. Con còn nhớ sau khi thụ phong linh mục, con có dịp hành hương Roma và có viếng thăm Bolsena và Orvieto, một trong những nơi mà phép lạ thánh thể đã xảy ra. Con còn nhớ khi vừa bước vào nhà thờ chánh tòa Thánh Christina ở Bolsena, cha xứ nói với chúng con rằng, chính nơi đây, nơi quý vị đang đứng, Đức Thánh Cha Urbano thứ 4 đã thiết lập lễ kính mình và máu Thánh Chúa vào tháng 8 năm 1264. Sự việc là thế này. Vào năm 1263, tức là một năm trước đó, có một linh mục người Đức là cha Phêrô trên đường đi hành hương sang Roma đã dừng chân tại Bolsena. Ngài là một vị linh mục tốt lành, đạo đức, nhưng khổ nỗi lại hay hoài nghi Chúa Kitô thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Ngài muốn ghé thăm Bolsena và cầu xin với thánh nữ Christina, mặc dù mới 13 tuổi đời, đã dám chết để giữ mãi tình yêu mà Ngài đã dành cho Chúa. Và trong lúc dâng thánh lễ trên ngôi mộ của thánh nữ Christina, cha Phêrô đã nghẹn ngào cảm động đọc lời truyền phép khi máu bắt đầu chảy ra từ tấm bánh đã được truyền phép. Máu chảy xuống trên tay Ngài, rồi chảy xuống trên bàn thờ và trên khanh thánh. Cha Phêrô hốt hoảng, bối rối. Lúc đầu Ngài đã định giấu đi, nhưng rồi Ngài ngừng dâng thánh lễ và xin được dẫn đến thành phố Orvieto gần đó, nơi Đức Thánh Cha Urbano thứ 4 đang cư ngụ. Sau khi nghe chuyện xong, Đức Thánh Cha đã ban phép xá giải cho Ngài, và rồi các đấng bậc đã được cử đến để điều tra. Một khi đã chứng nhận thật sự việc đã xảy ra, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Đức Giám mục giáo hiệu, giáo phận triệu mình thánh và khăn thánh đã nhuốm máu thánh đến nhà thờ chánh tòa Orvieto để kính viếng tôn thờ mãi cho đến ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mừng lễ kính mình và máu Thánh Chúa hôm nay, có xin mạn phép thưa cùng quý ông bà, anh chị em hai điểm. Thứ nhất, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Sau lời truyền phép, bánh và rượu đã thực sự trở nên mình và máu Chúa Kitô, cả hồn lẫn xác, cả thần tính và nhân tính của Chúa Kitô, để trở nên một với mỗi người chúng ta và để ở lại với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế. Một ơn mà Thánh Augustino đã thốt lên,
Thiên Chúa là đấng quyền phép vô cùng, nhưng Ngài cũng không thể làm gì được hơn nữa. Thiên Chúa là đấng thông minh vô cùng, nhưng Ngài cũng không thể nghĩ ra được cách nào hơn nữa. Và Thiên Chúa là đấng giàu có vô cùng, nhưng Ngài cũng không còn gì để cho hơn nữa. Thứ hai, con và quý ông bà anh chị em, chúng ta phải nhận thật rằng nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đã chối Chúa, không tin Chúa dưới mọi hình thức, qua lời ăn tiếng nói, qua cách xử sự với những người chung quanh chúng ta, nhất là đối với những người nghèo khổ cần lòng thương xót và cảm thông của mỗi người chúng ta. Mặc dù như vậy, chúng ta cũng đừng thất vọng. Chúng ta hãy nhớ lại và hãy ghi nhớ câu chuyện của cha Phêrô mà chúng ta mới vừa nghe. Hoặc nếu có dịp và có điều kiện, chúng ta hãy đến kính viếng hai nơi thánh địa đấy. Và hôm nay cũng là cơ hội để chúng ta tuyên xưng lại niềm tin của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, được rước mình thánh, máu thánh Chúa hàng ngày là một hồng ân cao cả. Được Chúa ở lại với chúng ta và trở nên một với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế là một diễm phúc vô cùng cao quý, nhưng cũng là một thách đố đầy gay go. Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta cũng phải thay đổi. Có nghĩa là cách sống của chúng ta cũng phải hòa nhịp với cách sống của Chúa Kitô hơn. Có nghĩa là chúng ta phải yêu thương hơn, phải thứ tha hơn, cảm thông hơn. Nói tóm là chúng ta phải cho hết như chính Chúa đã cho, và cho hết cho đến chết trên thánh giá. Con xin gửi đến quý ông bà, anh chị em bốn câu thơ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu mà con hằng ái mộ khi Ngài nói về cái tấm lòng yêu thương quảng đại bao la của Chúa. Ngài nói rằng sống yêu thương chính là cho tất cả. Trên đời này không đòi trả công lao, không tính toán, không kể cho là bao. Vì đã yêu, có khi nào lại tính toán. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là đấng đã dám sống cho Chúa Kitô và chết cho Chúa Kitô, xin cầu bầu Chúa thêm đức tin cho chúng con. Lạy mẹ Maria, mẹ đứng dưới chân thánh giá để hiến dâng con một mẹ lên Thiên Chúa Cha, xin cầu cho chúng con. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Thank you.
Dear brothers and sisters, in this celebration, the Lord gives himself for our spiritual nourishment. Let us pray in faith for one another and for the world's needs. Lord, we ask you to bless our Pope Francis, our Bishop Edward Rice, and all bishops, priests, and religious. Grant them strong faith, ardent love, and great strength to lead your people in far, loving Christ. Chúng con nguyện xin Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban cho mọi người trên thế giới, cách riêng cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con, được một cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc, nhân quyền được tôn trọng, phẩm giá con người và luân lý gia đình được đề cao. Nhất là xin ban cho mọi người tin nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sống, là cùng đích và là hạnh phúc đích thật của cuộc đời. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa ngày Thánh Mẫu năm nay. Xin Chúa an bài cho thời tiết thuận hòa, sinh hoạt được an ninh, trật tự và gìn giữ mọi người đi về bằng an. Nhất là trong dịp kỷ niệm 30 năm tiên phong các thánh tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh, xin Chúa ban cho chúng con được can đảm noi gương các ngài, sẵn sàng hăng hái dấn thân làm chứng nhân cho tin mừng. Chúng con nguyện xin Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa hết thảy những ý nguyện gửi về đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Xin cầu nguyện trong ngày Thánh Mẫu năm nay, những người yếu đau, phần hồn phần xác, những người nghèo khổ, già cả, cô đơn, những gia đình lâm cảnh chia ly phân tán, những người không có công ăn việc làm, những người đã bỏ Chúa, những người đang hấp hối và sẽ chết trong ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa chúc phúc lành và ban cho hết mọi người được luôn vững lòng cậy trông, tín thác nơi lòng từ bi nhân hậu của Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa. Chúng con xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành và trả ơn bồi hậu cho tất cả quý ông bà, anh chị em đã hy sinh, vất vả và quảng đại đóng góp cả tinh thần lẫn vật chất cho việc tổ chức ngày Thánh Mẫu này. Xin Chúa ban cho tất cả mọi người được ơn bình an tâm hồn, nhất là luôn hăng hái thực thi ba mệnh lệnh mẹ ban tại Fatima: cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt mân côi, tôn sùng khiết tâm mẹ. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Và xin Chúa cũng khứng nhận và chúc phúc cho những ý nguyện thầm kín riêng tư của mỗi người chúng con dâng lên Chúa trong giây phút này. Chúng con nguyện xin Chúa. Loving Father, you give us lasting food for body and soul. Through the intercession of our Blessed Mother Mary, answer our prayers as we celebrate this Eucharistic feast. We ask this through Christ our Lord. Amen.
con tim ươm bao ước vọng, hằng muốn sát son một đời bên yêu. Thank you.
của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery in the offerings we here present, through Christ our Lord. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For at the Last Supper with his apostles, establishing for the ages to come the saving memorial of the cross, he offered himself to you as the unblemished Lamb, the acceptable gift of perfect praise. Nourishing your faithful by this sacred mystery, you make them holy, so that the human race bounded by one world may be enlightened by one faith and united by one bond of charity. And so we approach the table of this wondrous sacrament, so that bathed in the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities here foreshadowed. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we with all the host of angels cry out, and without end we acclaim. The font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Thank you.
là mầu nhiệm đức tin. As we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Edward, our bishop, and all the clergy. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Sông dài biển khơi,
Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi, muôn đời chẳng ngơi, muôn đời chẳng ngơi, muôn đời chẳng ngơi. Thank you.
Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that we may delight for all eternity in that share of your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. Amen. Ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý ông bà và anh chị em cùng tham dự cuộc cung nghinh thánh thể ra trước công trường Nữ Vương Hòa Bình. Thứ tự cuộc kiệu thánh thể sẽ được sắp xếp như sau. Dẫn đầu là thánh giá, nến cao. Tiếp đến là đoàn thiếu nhi thánh thể. Quý sơ, quý thầy, linh mục đoàn, phương du và kiệu thánh thể. Sau cùng là quý khách hành hương. Vì đường kiệu chung quanh công trường ngắn, chúng con kính xin tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể quý vị cứ đi dồn lên cho đông đủ để cuộc rước kiệu được trang nghiêm và sốt sắng. Con xin chân thành cảm ơn sự công tác của quý vị.
Genitori, genitori.
Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đưa mỗi mùi thơm ngon. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption, who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever.
bao la.